vừa làm êm điện thoại, chống sốc điện thoại, và khi chúng ta kéo ra kéo vào thì là một trong những cái tính năng là lau chùi được cho điện thoại. Cả mọi chi tiết bên ngoài đều là vàng nguyên khối đúc ra vàng ao 750. Hoàn hảo, xuất sắc, tuyển chọn từng viên một theo tiêu chí công nghệ của tất cả các hãng lớn. Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury. Và hôm nay một chủ đề nữa, một chủ đề mà Kỳ Lân rất là đã khi được giới thiệu với tất cả quý khách hàng. Đó chính là siêu phẩm điện thoại Vertu đỉnh nhất của dòng điện thoại Vertu. Và đó chính là siêu phẩm điện thoại Vertu Signature S, một trong những phiên bản đỉnh cao nhất của Kỳ Lân Luxury, một phiên bản tự hào của dòng điện thoại Vertu, một phiên bản rất tuyệt vời của dòng Signature S Vertu. Đây là tất cả những gì của một chiếc Vertu đỉnh cao. Kỳ Lân xin trân trọng giới thiệu với tất cả các khách hàng. Gồm có máy, cáp, sạc, pin. Pin là phải new, dinh hãng như thế mới chất lượng được. Bao da này là handmade bởi Kỳ Lân Luxury. Và logo này là bằng vàng nguyên khối. Thì bao da thì đối với bao da thì quý khách có nhiều sự lựa chọn, bao da handmade, bao da gốc và đặc biệt là bao da limited này, handmade mà limited luôn, logo bằng vàng khối, logo bằng vàng 18 AU750 và da là da từ các hãng thời trang lớn và bên trong là da cừu nhung rất êm ái, cũng là một trong những cái tính năng vừa làm êm điện thoại, chống sốc điện thoại và khi chúng ta kéo ra kéo vào thì cũng là một trong những cái tính năng là lau chùi được cho điện thoại. Pin new nha. Và củ sạc new nha. Và củ sạc nha, củ sạc chính hãng nha. Cộng dây cáp. Dây cáp Vertu. Đối với cái máy này thì cạc visit này là bằng vàng. Đặc biệt nhất của chiếc siêu phẩm điện thoại Vertu đỉnh cao nhất này, đó chính là tất cả mọi chi tiết bên ngoài đều là vàng nguyên khối đúc ra vàng ao 750, vàng y đúc ra và đính lên trên là những viên kim cương, những viên kim cương thiên nhiên hoàn hảo, xuất sắc, tuyển chọn từng viên một theo tiêu chí công nghệ của tất cả các hãng lớn và những kỹ năng cũng như là kinh nghiệm và những cái đặc trưng riêng của Kỳ Lân Luxury để tạo nên được cái sản phẩm siêu phẩm này. Tất cả bàn phím cũng được đúc bằng vàng và đính lên kim cương tròn và bên nút 5 chiều này thì là nút chọn cũng là viên kim cương vuông và xung quanh là những viên kim cương thiên nhiên tròn. Tất cả phần da của chiếc điện thoại này, ví dụ như là da bên hông và ở phần đáy thì đều được làm bằng vàng hết, vàng nguyên khối và ở đáy bằng vàng, đặc biệt ở dưới đáy là một viên kim cương 2 ly siêu ấn tượng, tức là khi chúng ta nghe gọi vậy nè thì bao giờ trong cuộc gọi hay mình cầm điện thoại như thế này thì bao giờ lúc nào mình cầm điện thoại mình nghe mình cũng cầm như vậy, tư thế vậy thì bên đối diện chúng ta sẽ nhìn thấy vào ở chỗ đây là điểm nhấn này, có một viên kim cương siêu chiếu lấp lánh rất đẹp, đặc biệt là ban đêm rất chiếu và rất nổi. Đây là điển hình những con bên hông nè, như đây kể cả một con màu đen thui Vertu DLC thì bên hông là vẫn là da nè, bằng da B, ở đáy là bằng da B luôn, và ngay cả con vàng khối này thì ở phần này vẫn là da nè và ở đáy này vẫn là da nè. Tương tự con này vẫn là da cá sấu, con kia là da B thì con này là da cá sấu và dưới đáy này vẫn là da cá sấu và vẫn có kim cương đính trên cái nút giữa này, cũng tạo điểm nhấn như thường ha. Để mà xem khi mà gọi bên đối diện nhìn rất là chiếu, rất lấp lánh, rất là tinh tế. Một điểm nữa là tất cả những phần gốm ceramic này, phần da này, phần da hông này, phần lõm lưng này,
gốm trên này, tất cả là gốm ceramic này và da này đều được làm bằng vàng từ chiếc điện thoại siêu phẩm này. Tất cả là vàng nè, da biến thành vàng nè. Tất cả là vàng, full vàng, giống như nó là một thỏi vàng vậy. Và với xu hướng hiện tại thì ngày nay khi chúng ta mua sim thì sim thường là sim nhỏ, chip nhỏ và từng khớp ba khớp khớp lại. Cho nên là khi chúng ta mua sim thì hoặc là làm lại sim, khi mất sim hoặc là đổi sim thì chúng ta sẽ nhận được cái sim như vậy. Thì bỏ vào trong cái miếng khay sim như là cái khay sim lúc trước thì như vậy, rất là to. Vì vậy chúng ta khi mà lấy những cái sim từ những chiếc điện thoại smartphone ra thì thường là mình lấy được các bản mạch sim chút xíu à, bỏ vào đây không vừa. Chính vì vậy chúng ta phải cần một cái full sim bất tiện, và chưa kể là khi chúng ta bỏ sim vào ba cái ghép lại với nhau ráp lại, nó sẽ bị gồ ghề và móc ra móc vô cái máy này nè, nó sẽ bị vướng víu và nó bị gãy mắc kẹt ha. Cho nên là kỳ lân ra một cái dòng đây. Như chúng ta phải muốn mà bỏ một cái sim từ một chiếc smartphone qua, chúng ta phải cần những cái bộ phôi như vậy, một kích như vậy. Chúng ta phải nhét cái sim vào trong này rồi chúng ta mới bỏ vào đây được. Mà đôi khi nó sẽ bị gồ ghề, nó vướng víu, chúng ta móc ra. Rồi đôi khi một cái tình trạng là lấy sim ra bỏ vô máy khác, máy smartphone, rồi cái phôi sim còn lại trống như vậy để vào đây, lỡ quên một cái nhét vào thôi, móc ra nó vướng cái chân sim ở trong này. Đây, móc ra nó sẽ vướng chân sim trong này, nó bị gãy chân sim, giảm tình trạng phải thay ổ sim, máy mắc dinh, rất khó chịu. Rồi đối với bản đặc biệt này thì cái khay sim của Kỳ Lân nó cũng dày gấp đôi khay sim thường. Chúng ta chỉ cần để sim vào ngay bon và gài lại như thế này là xong, rất là gọn luôn, cực kỳ gọn. Và bây giờ chúng ta xem lại, vừa khít khay sim mà dày gấp đôi, dần gấp đôi cái khay sim thường. Bây giờ chúng ta muốn biết dày hay không thì chúng ta sẽ căng trọng lượng. Rồi bây giờ Kỳ Lân sẽ căng thử. Ok, và trọng lượng này thì theo công thức tính toán ra thì cỡ 1 chỉ 10 12, sắp xỉ. Ok, đúng 1 chỉ 12 luôn. Rồi là gọi là hơn 1 chỉ 1 xíu. Rồi khay sim nano của Kỳ Lân căng là 7,5 gram, tương đương với 2 chỉ. Chuẩn luôn, 2 chỉ 20. 2 chỉ. Ok, tương đương với 2 chỉ. Có nghĩa là 1 chỉ 12 và 2 chỉ gần nặng hơn gần gấp đôi và hơn gần gấp đôi trọng lượng. Rồi, xong. Khi chúng ta kéo cái lẫy này ra thì ngay lập tức cái khay sim sẽ trồi lên và chúng ta rút ra ngoài, bỏ sim vào đúng theo vị trí cái hình in trên cái sim, khắc trên cái sim. Thì chúng ta bỏ vào trong cái khay sim này có logo Kỳ Lân Luxury nha. Logo vương miện biểu trưng của sự cao quý, sang trọng, quyền lực. Rồi, nhấn vào. Và trên cùng sẽ có hai cái khất, một khất là của cái sim mình có thể rút trồi ra và phần còn lại là dành cho nút nguồn công tắc. Khi chúng ta bấm vào cái nút nguồn công tắc này giữ tầm 3 giây, ngay lập tức điện thoại sẽ rung lên và mở nguồn. Và hiện tại là Kỳ Lân đang mở nguồn rồi khóa, và khi tắt nguồn của bạn nhấn giữ, nó sẽ rung lên và nó sẽ tắt nguồn luôn. Đó, đợi tắt xong Kỳ Lân sẽ mở lại cho quý khách xem. Sau khi chúng ta nhấn rung một cái, ngay lập tức điện thoại sẽ sáng bàn phím và lên màn hình. Ở đây chưa có sim nên là chúng ta sẽ chấp nhận khởi động máy mà không cần có sim. Vâng, sau khi khởi động xong cũng là lúc Kỳ Lân đã hoàn tất video giới thiệu với tất cả quý khách hàng. Kỳ Lân xin cảm ơn, chân thành cảm ơn tất cả quý khách hàng đã đồng hành, đã xem một clip của Kỳ Lân. Kỳ Lân chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công, đồng hành cùng Kỳ Lân Luxury nhé. Hãy ủng hộ Kỳ Lân bằng cách subscribe, đăng ký kênh YouTube này, cũng như like theo dõi trang fanpage này và cập nhật nhiều video mới nhất từ Kỳ Lân Luxury nhé. Hoặc truy cập trực tiếp vào website kylanluxury.com. Hãy gọi cho Kỳ Lân số hotline 0901 247 247, hoặc là kết nối qua Zalo số hotline 0901 247 247. Đội ngũ của Kỳ Lân sẽ hỗ trợ tất cả những dòng sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao nhất đến với tất cả quý khách hàng. Xin trân trọng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.